Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Ok, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm trước thì mình có làm một cái video về con Chitana này. Và lên theo phong cách đó chính là Chitana sao vô cực kiếm. Và trong cái video đấy thì mình có nói rằng nếu video này đấy được 1000 like thì mình sẽ làm thêm một cái vị tướng về Chitana, đó chính là siêu phá trụ. Và rất là nhiều anh em hưởng ứng và like để ủng hộ mình. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Chitana siêu phá trụ nhá. Chitana siêu phá trụ. Thì cái CQE của con Chitana này thì chúng ta có thể gây lên được cái trụ với cả cái Q nó được gia tăng được cái lượng tốc độ đánh. Cộng với là mình cái mang cái bảng đó chính là tàn phá hủy diệt. Cái bảng tàn phá hủy diệt này thì chúng ta mỗi khi mà chúng ta đứng gần trụ ấy thì nó sẽ gọi là tích những cái điểm cho chúng ta có thể phá trụ rất là nhanh nhá. Rồi, thì phần bảng ngọc thì mình sẽ chèn ở phần cuối video, anh em nào thích thì có thể tham khảo. Và đối đầu chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay đó chính là Irelia. Irelia này bố mày gầm phết nhở, đảo ghê quá anh em. Ông Irelia này biết chơi này, không lao lên đánh tôi ở giai đoạn đầu này. Ông này cố gắng nhịn nhục đây anh em ạ. Khi mà chúng ta đối đầu với những vị tướng tay dài khi mà đi top thì cái anh em cần nhất đó chính là sự chịu đựng, sự kiên nhẫn. Chờ đợi mỗi khi mình ông này chắc là chờ mình bay lên mình bắn ông đấy đấy mà, mình biết mà, cho nên là chúng ta cứ phải gọi là kiên nhẫn, xem là ai kiên nhẫn hơn nhá anh em. Hoặc là ông này có thể e chúng mà mới la vào đánh mình. Đó, chúng ta có thể farm hòa. Nào đây. Đây đây đây. Đấy. Ngoài câu máu thôi. Bắn trụ này. Đấy anh em thấy cái bảng không? Ai à. Thôi thôi. Thôi. Ủa, ông này mạnh quá anh em ạ. Chitana này mạnh thật. Tôi đi về cho nó chắc vậy. Chitana này ông Irelia này ông mạnh. Hơi mạnh so với mình dự tính rồi. Chỉ ăn cái mỗi cái CQE thôi mà ông ấy quy hai lần mình thì thôi. Đau ơi đau. Lượng lính này thì đấy mình sẽ đi bộ lên mà chúng ta không cần tele. Đợt đính mới lên rồi. Khỏi tele luôn. Vì cái đợt đính này có xe cho nên là chúng ta gọi là ông Ire tốn rất là nhiều thời gian để có thể ép lính. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận Ken ơi. Ủa, đúng rồi. Ông đội thổ ông về rồi. À, tiếp tục. Ire này đánh khá tốt đây. Đấy thì mình sẽ phải cẩn trọng hơn về ông này. Chỉ cần sai lầm một chút nữa thôi thì có thể là mình cứ bỏ mạng ở pha vừa rồi. Ê, rồi nha, ông mất e rồi nha. Giờ thì ông xác định đi. Mình sợ cái thằng xin thông á. À, xin thông kia rồi. Xin thông lên mid rồi anh em. Bây giờ chúng ta cần đợi cho cái ông Mire này, ông tung ra cái skill E. Nếu như mà mid thì mình sẽ lao lên mình đánh nó. Còn chúng thì thôi. Nào, E đi không? Né đi. Né luôn này. Ui, không né được. Mà sát thương vẫn là có đủ. Khi mà chúng ta đã có Honey Rare rất là nhiều trang bị. Ok. Ngon ngon ngon. Đấy, chúng ta đã chiến công đầu rồi. Anh em còn không mau gọi là kéo xuống ấn like với kênh. Anh em mục đích là ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Ok. Về thôi nào. Để lên ngay. Mất đính lắm. Đây đây đây. Mày. Tham lam, tham lam, tham lam. Ui. Ui. Kinh quá nhở. Chết rồi anh em ạ. Hỏng rồi. Và vừa rồi là mình tưởng là mình ăn được. Ra lại không ăn được anh em. Vừa rồi thì mình có một pha gọi là lao lên nó hơi hổ báo một chút. Được quá nhở. Nào. Hôm nay mà không đi về là chuẩn bị xác định với tôi nha. Rồi xong. Bắn nó. Ủa. Đây là cả thế giới là của Jihin rồi đây. Ủa, mày quả này không ăn chói. Hôm nay Lee nhở.
cái ông Iroe này ông lì kinh khủng luôn anh em, rất thấp máu nhưng mà vẫn chưa chịu về. Ừ, hên thôi, né được rồi. Giờ thì ông chạy đằng trời à? Ông chạy ở tôi cái. Ui, ui trời ơi, quá tham lam. Chắc lông này thích lấy trụ của mình lắm đây. Mình mới chết có một mạng thôi. Máu này rất là ham mê giàu sang anh em ạ. Cái nấc trụ 160 đồng. Chúng ta đạt được hai nấc thôi là chúng ta gọi là ăn ngang một mạng rồi. Mạng thì có 300 đồng. Cái này hơn cả mạng luôn. Quá tuyệt vời. Nào, đến lúc chúng ta đi bao trụ rồi. Ủa rồi, mới một chút thôi mà chúng ta bao được một nấc rồi này. Trong khi đấy thì Ire rất là vất vả. Như vậy, mai trụ. Nào, trong lần này thì mình sẽ lấy được 2-3 nấc đấy. Hai nấc rồi này, hai nấc. Rồi, thằng Ire ra đấy, chuột về nó chắc. Và nhân tiện đây thì anh em nào đang xem thì có ý tưởng gì hay thì hãy đừng quên gọi là comment góp ý cho mình biết nhá. Cũng như là anh em gọi là kéo xuống ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Một lần nữa mình cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi, có vẻ như kênh anh ta đang có một pha cướp rừng nhẹ. Và trong khi đấy thì Iraida anh ta đã nhìn thấy và tiếp cận mục tiêu. Không xong cho kênh rồi, anh ta chạy đường nào về bây giờ? Chắc chắn là sẽ phải độn thổ thôi. Rất là lợi. Cũng may là ông Iroe này không tìm thấy đấy. Rồi, tại thì mình quần đi luôn à. Thôi mạnh thế. Đây là combo mình phát thốn thật anh em ạ. Rồi, có vẻ như kênh anh ta đã bọc phía đằng sau. Từ từ chứ. Trời, ông Ken này manh động quá anh em. Rồi, xong cái flash chạy mất tiêu luôn. Ông Ken này về đi ông. Về thôi nhá. Vẫn còn muốn trêu nó cơ. Bó tay ông Ken này rồi. Giờ là mình phải về rồi. Không cách nào có thể luyện cho mình trụ lan nữa. Ken này đánh quăng thế ta. Quăng giữ trời. Quăng vậy là chết tôi rồi. Nào. Úi trời ơi. Bắt bài. Sống hộ. Con ti này. Sống hộ các anh em. Nhưng với PK là chúng ta cứ đợi nó xả skill. Mà khi mà chúng ta né được, chúng ta hãy nhào lên và chúng ta bắn nó thôi. Nhưng về con Chitana này nhá anh em. Đấy, bây giờ là thời gian của chúng ta đi đẩy trụ chứ còn gì nữa. Còn gì nữa nào. Ui, triple kill cả. Kinh phết. Rồi, chắc sẽ bảo ui lại tele. Thôi, không tham. Cứ về đi đã. Về là chắc. Nếu mà tham với nước trụ đấy thì có thể thì mình sẽ bỏ mạng là cũng. Cho tôi về đi. Không cho tôi về. Bơi vào. Sao. Bây giờ mình đã có một cái huyết trượng để chúng ta gia tăng khả năng hồi phục rồi. Cho nên là giờ chúng ta có thể ôm farm tiếp rồi anh em. Không lo về cái lượng máu. Từ khi rằng cái ông Ire này ông băng trụ giết mình thì và quá sai lầm. Ủa, cái trụ sắt tiêu biến rồi. Để xem. Mình sẽ về mua đồ cái. Mình lên. Từ. Mày định dọn dẹp lính nhanh quá. Mình sợ bị mất trụ trước. Nên chúng ta sẽ ở lại. Bơi vào. Kinh quá nhờ. May là mình có flash, ông ấy không tiếp cận được đâu anh em. Rồi bây giờ thì ông mất trụ trước nha. À, chắc chắn đây là một cái trụ đầu rồi. Đầu thì rất là nhiều tiền. Thì ông Mire ông vừa tele lên chưa. Bây giờ cho nên là ông ấy mất tele này. Trụ đầu nào. Tinh.
Ok, giật nhanh mình cũng về nào. Square này ta vừa lên trụ vậy, vừa lên người, vừa lên lính được. Rẻ thì thôi chứ. Vậy thôi. 2.500 tiền. Tiền này thì chắc là mình sẽ hoàn thành nốt cái bị đưa một danh này. Chắc là ông Vire ông lên theo cái nhiều máu đây. Ok. Rồi sao nghe lại mất trụ. Mất trụ boss luôn được à. Mất trụ boss rồi. Súng bot chơi vậy. AD support lại bỏ Lan đi chơi thế này. Kêu đổi Lan support ra mid. Khoảng. Chúng ta khải vã với nhau rồi. Nào ra đép top phát. Ông già bạn. Ông già bạn để ta một PS2. Ông già bạn. Ông này đặt tên là ông già bạn. Hay anh nhỉ em. Tôi sẽ đi đồng vòng xem sao. Đi slow với ông Rise xem thế nào nhanh em. Hiện tại thì rất là xanh sao cho nên không phải sợ. Đánh nó không. What? Hộ cái. Trời ơi. Yếu ra mà chúng ta rờ ngay. Như nào? Máy quá. Và đấy mà xin thông anh ta lao vào thông mình nữa thôi chứ. May là có Brand bên cạnh của mình. Tranh thủ lấy trụ. Anh em bình tĩnh. Như nào? Sân cầu từ gần đã được bật lên. 2 phát bắn chính xác rồi. 3 phát chính xác rồi thì phải. Và từ từ chắc chắn là không đủ tập. Bây giờ mình sẽ sơ trụ tiếp. Rồi nha, cơ hội là đây. Ôi, đi vậy. Hỏng thật anh em. Bay có một chút xíu à. Có vẻ như con rồng này nó bị gãy cánh rồi anh em ạ. Chứ thật là luyện rồng mà rồng nó bị gãy cánh cho nên chả bay được. Rõ ràng là mình bay gọi là khá xa mà đã. Ồ. Thôi về đi. Rồi sao ông Ken ông lên ăn lính top cho mình à? Mình sẽ xuống bot đi. Về cái đã. Sau đó thì xuống bot. Nào, lên giao điện nha anh em. Mình sẽ lên những cái trang bị mà chúng ta có khả năng dọn dẹp lính nhanh cái đã. Ire xuống bot luôn cả. Ire bây giờ có vẻ như là 1 năm hơi phế phẩm phải không? Nhưng mà cái lượng farm của anh ta đang là nhiều nhất bản đồ. 140 mấy lính ạ. 143 lính. Tôi không có nhùn ông Ire này đâu. À, bây giờ thì chúng ta cứ đi lẻ thôi. Đi 1-1 không ạ? À? Có thể cơ chúng ta để lén. Mạnh mà. Thế là thằng Ira lên trên kia. Phải tiếp cận rồi. Nên mình sẽ lấy trụ bot đi. Trụ bot nãy giờ chưa lấy. Cả ba cái trụ là tôi đều ăn cả ba cái luôn anh em. Hết top, hết mid. Bây giờ đến bot luôn. Giờ tôi lấy cái trụ bot này luôn nhé anh em. Siêu phá trụ mà. Trời ơi. Cái gì đây mà đã được gọi là hơn ở cây trụ. Anh em cứ thủ thôi, đánh thủ thôi. Đánh thủ thôi là chúng ta có lời rồi. Nếu mà thắng được thì lại càng tốt. Ok. Không thằng nào vào đây không? Không thằng nào vào đép à? Không thằng nào về đép đẩy tiếp. Đẩy tiếp cái trụ 2 được boss. À, thằng Ire tele rồi. Bây giờ mình sẽ đi ăn dọc. Xem Blue này. Blue xem có ai không. À, người anh em. Hello, người anh em. Dưng lại lần ngờ. Nhận được bí kíp anh em ạ. Top.
Ờ làm sao giờ làm sao? Ông như nào đây? Tôi không đi vào game team của ông đâu. Ông như nào đây? Ôi. Sống hộ. Tích solo. Tích solo anh em. Nhưng mà ông này bây giờ chắc là mới nhận ra là mình quá mạnh. Mình bây giờ là siêu mạnh rồi anh em ạ. Thôi, ăn rồng đi. AD nó ra. Chắc là thằng support cũng ra ngay lúc đấy thôi. Rồng nào. Đến đâu. Ép mi. Nhanh nào, đông tới kìa. Về. Như nào. Tôi phải đánh cái thằng support nó trước. Mày rồi xong. Rồi. Ủa. Ông Ryan flash luôn à. Đánh luôn. Tôi bay tôi bắn chết hết à. Ủa. Ok. Có thêm một đội trợ cũng là ổn áp rồi. Về thôi nào. Phải ăn nốt trong đấy nhỉ. Mình có tật hơi thăm ăn tí. Thấy những con lính như này mà không ăn nữa thì cũng là đáng tiếc phải không anh em. Đáng tiếc. Để thôi nào. Cái này chắc là mình bán đi, mình lên vô cực quá. Ok. Bán này thôi. Một cái quốc chim. À, cuộc chim đây. Bây giờ mình có tele. Nên là tele lên top ta. Thôi, đi bộ đi. Đi bộ cho nó khỏe. Đi bộ cho nó khỏe anh em ạ. Mình đang không biết dám đẩy không? Không dám đẩy. Trụ top của tôi vẫn còn nha. Trụ top tôi vẫn còn nha. Em bạn là nát hết trụ luôn. Bây giờ thì mình sẽ câu kéo thằng Iran nó lên trên này và chúng ta di chuyển thứ bot sau. À, di chuyển limit sau. Nếu như mà nó không di chuyển xuống limit thì mình sẽ đẩy tiếp tục. Đấy, thằng Iran chắc là đứng đây này. Đấy, tôi biết ngay mà, đứng chờ ăn lính mà. Thì chúng ta tiếp cận có bot thôi nào. Ui rồi, toàn chuối ở chuối. Một hit nữa. Chết rồi. Một hit nữa để mình gọi là hồi lại cái W anh em. Mình có thể bay tiếp lần hai. Rồi xong, tay bạn chết hết luôn. Nhanh nào. Tiếp tục đi công cụ phá trụ đây. Phá trụ. Ok. Giờ game để chủ được thể game ăn mạng. Tùy theo những cái gọi là phong cách chơi thôi. Trận nào mà chúng ta đẩy trụ thì đẩy. Trận nào ăn mạng thì ăn. Về. Mà mình vẫn thích ăn mạng hơn đẩy trụ. Nhưng mà lỡ làm cái video siêu phá trụ này. Ok lên nào. Ghê quá, ông kê này ông đánh kê quá. Ông này ăn mạng đâu ra mà xanh thế nhở. Đâu ra mà xanh hết ta. Bây giờ mình sẽ đi đép mít đi. Ơ gì vậy? Lâu bay nó bị hỏng cánh ấy em ạ. Chết. Rồi xong. Ok đã chết. Bây giờ ai mới là bá chủ của lập đây? Ai đây? Chạy động. Ôi qua được kill. Ăn hộ thằng này gái. Bơi vào đây. Quen được kill khi mà chúng ta đạt được thì mới là xứng đáng. Đó.
cứ mình nhường cho thì nó lại không vui vẻ chút nào đúng không anh em? Oh yeah. Cái cay. Cay chưa? Không được ban. Đây. Chỉ lẽ bây giờ mình nhường ban thì nó lại không thú vị chút nào cả. Mình bây giờ là 12-1. Chỉ còn một mạng thôi. Giờ cho nó ăn nó lại xanh nữa thì khả năng lật kèo thì là có lật kèo đấy. Ok. Chắc là sau cái video này thì anh em bảo không sao không cho nó pen à. Cho nó pen thì phải là tự tìm lấy mình nhá. Mình mà được qua ra kill thì phải bất chấp mọi thứ để ăn pen the kill. Chết cũng được. Người anh đánh hơi nhát, mới sợ thua. À, sợ thua. À, chạy được. 1.400, bán này luôn này. Ok. Lấy top đi. Đêm này là mình vừa farm mạng, lại còn vừa đi phá trụ nữa. Quá tuyệt vời. Anh em cứ bình tĩnh cái đã. Bật quy lên phát là 2.5 tốc độ đánh. Full tốc độ đánh luôn anh em. Nhưng mà mình lên cái ma vũ để chúng ta gọi là tăng thêm chí mạng nữa. À, phá trụ tiếp. Dăm ba cái trụ. Đấy. Phá trụ nha. Ok. Trụ tiếp theo nào. Item bạn sẽ chết hết rồi. Cái gì đã chết rồi. Item bạn sẽ bị mất 2 nhà lính. Ôi dồi. Bao ông kia đẩy chết bằng mình ý mấy. Bao đẩy chết nhanh hơn một chút. Phải xong cả kia luôn rồi. Nhanh quá. Ba đây, ba người có căng. Ok. Tôi về đấy. Cho anh em đẩy này đi. Không có bùa đỏ rồi. Mày không thích két thì ta. Cố lên. Các bạn vẫn có thể làm được. Làm việc gì đây? À, phở lát luôn. Rồi giờ thêm ạ. Rồi xong. Ui, anh em mình bắn này. Bắn vậy sao mà chơi đây? Như thằng AD quay lại đây. Ui, một hit nữa kìa. Trời ơi. Cứ tưởng bắn phát nữa chết. Úi, phần lan bắn luôn. Đầu tư quá. Baron đây. Anh em ăn Baron rồi. Anh em chả chờ tôi gì cả. Mấy anh em tôi đã ping gọi là còn 3 giây nữa sinh mà anh em vẫn tiếp tục ăn. Chán anh em thật. Đầu hàng đây. Anh em đánh kiểu này là chết rồi. Chắc ping còn 3 giây nữa thôi mà anh em gọi là không chờ. Bó tay. Giận hết sức luôn. Răn zombie nhìn đẹp quá nhở. Zombie nhìn đặc sắc quá đấy. Nào có ai bơi vào đây không? À, lên cao, lên cao. Lên cao. Rồi xong. Ủa, double kill. Chỉ một kill nào. Triple kill. Triple kill. Và là kill. Ok, và trận đấu chúng ta đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới nhá. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.